đúng không ạ? Giống như gần như bốn buồng mà trong mõm chút, tại bên trái đây bên phải rất lớn, tim phải, đây là nhĩ phải, đây là thất thất phải rất lớn. Và trong cái này mình cũng thể kiểm tra được có hở van ba lá hay không để biết được ba bé là bao nhiêu. Đó. Thấy bên phải rất lớn, hở van ba lá khá nhiều, hở van ba lá khá nhiều, các anh chị thấy không ạ? Cái đường mà màu xanh đó, hướng về đầu dò màu đỏ mà hướng đi sinh ra màu xanh đó, thì chúng ta thấy là khá nhiều. Hở lớn. Trong cái này thấy được, có đôi lúc là mình cắt cho mình không thấy được thông liên nhĩ, tại sao à? Tại vì cái vách của mình thì lớn như cái vách, thí dụ vách liên nhĩ là có vách tường này, một cái lỗ thông liên nhĩ nó nằm chính giữa tường này. Đôi lúc cái mặt cắt của mình là nó đi chéo cạnh bên thôi, thì mình sẽ không thấy được lỗ thông. Mình phải cắt đúng ngay cái lỗ đó thì mình mới thấy lỗ thông. Ví dụ là tôi là một cái khối này, đây là vách liên nhĩ ở đây, lỗ thông có nhiêu đây. Các anh chị dùng tia châm, các anh chị cắt ở đây, cắt ở đây thì làm sao thấy, thấy vách liên nhĩ nó vẫn liền lạc. Và cắt chúng chỗ này mình mới thấy được có một cái chỗ khuyết. Như vậy có thể trên mặt cắt này mình không thấy, nhưng mà nhích nhích qua chút thì mình sẽ thấy. Chạy tới đâu rồi? Để mới tới đây. Đây các anh chị không thấy được thông liên nhĩ, và chủ yếu là này cái mục đích là mình để tìm cái van ba, ở van ba lá này thôi. Rồi. Này thử đi. Tôi có nguyên một cái ổ đĩa cứng như vậy này, nhưng mà do cái máy này thì nó không không hết được. Này thì cũng một cách vừa phải, nhưng mà các bạn thấy hơi bất thường là cái nhĩ, cái bên thất phải này nó lớn nè. Bên thất phải nó lớn. Đó, để mà mình cần phải xem. Đây thì paracetamol long axis. Mình nãy mình đo cái kích thước động mạch chủ với lại nhĩ rồi. Đây là mình cũng thấy một hình ảnh phía bên giống như là mặt cắt dưới sườn, đây là gan này các anh chị. Đó, rồi mình thấy đây là cái thất phải nó trội hơn nhiều so với phía bên trái. Khi mình cắt cái dưới sườn thì mình gặp gan tim phải trước, mình gặp tim trái sau. Mình cắt đây mình coi có thông liên nhĩ ở đây hay không. Thông thường thì những cái mặt cắt nào mà mình tạo được cái vách này á, mà nó thẳng góc với tia siêu âm này á, thì mình sẽ dễ thấy được cái lỗ đó hơn hay không. Đó. Rồi chúng ta sẽ coi như hết tiếng đồng hồ, chúng ta xong cái bài thông liên nhĩ, chúng ta sẽ vô bài thông liên thất. Xin tên cho bệnh thông liên thất. Đây là một cái hình kết cách sơ đồ thông liên thất là ở đây. Đó, thông thất ở chỗ này. Thông liên thất thì mình biết là có một cái lỗ thông giữa thông thường, giữa thất trái với lại thất phải. Nhưng mà ngay sau đó có thể dòng máu nó qua thất phải cái lên động mạch phổi luôn.
thì mình nghe tiếng thổi thì tiếng thổi mà nó lan hình lan hoa là vậy đó. Mình thấy dòng máu từ bên này phun lên trên này lên đây luôn. Tiếng thổi lan hình lan hoa ở vùng giữa tim. Và như vậy nếu mà như vậy thì cái bên phải này đầu tiên hay phổi này, nó chịu tải là chịu tải về mặt thể tích chứ. Thể tích này mình thấy là bên phải này chịu thể tích giữ hay là bên trái chịu thể tích giữ? Máu mới từ đây lên trên đây xong rồi về dưới đây lại nữa. Có vậy chứ thích trái bị giữ đó. Cùng đưa hai nguồn này cùng đẩy lên trên này xong rồi về bên phải bên trái xong rồi ra đây lại đẩy lên đây thì thất trái nó cũng có chịu tải về áp lực về thể tích, sau đó nó sẽ bên phải sẽ chịu về phải về mặt áp lực. Thì chúng ta nói về bảy vị trí giải phẫu của các thông liên thất. Bây giờ mình mổ cho tim mình sẽ ở phía tim phải ra để mình nhìn cái vách liên thất của mình để coi những cái lỗ thông nó ở đâu. Về nói về các cái vị trí chúng ta nói là những cái loại thông liên thất mà bẩm sinh, còn thông liên thất có thể là mắc phải sau nhồi máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim ở vùng nào đó nó hoại tử cái vách liên thất tạo thành một cái lỗ thủng thông liên thất, mà thường đó là cái vùng cơ. Thông liên thất mà xảy ra trong nhồi máu cơ tim là hay thông liên thất phần cơ. Còn đối với tim bẩm sinh á, thứ nhất đó là thông liên thất vùng quanh màng peri-membranous VSD, vùng quanh màng ở đây nè, peri-membranous VSD. Chúng ta có một cái thông liên thất mà nó ở đây là mình mở bên phải mình thấy van động mạch phổi. Cái thông liên thất nó xuất hiện ở đây đó thì thường thường nó là ở cái vùng buồng tống vùng phễu của thất phải đó, vùng phễu. Các bạn biết là tâm thất phải đó nó dồn máu này để tống lên trên động mạch phổi đó, thì trước khi nó vô động mạch phổi cái vùng đó như cái phễu của cái chai mình, cái phễu của mình vậy đó, đó vùng phễu. Hay còn một cái tên danh từ nữa là cái phần mà buồng tống, cái phần thoát outlet, phần thoát của cái thất phải. Đó. Còn thông liên thất phần phễu hay là phần buồng thoát á, buồng tống vậy đó. Còn chúng ta có cái phần thông liên thất và phần cơ, trong tim bẩm sinh cũng có phần cơ, và thân liên thất cái phần mà phần buồng nhận thường thường nó ở phía sau. Các bạn coi cái hình này mới thấy rõ. Nếu mình chẻ cái nhĩ phải và thất phải ra đó thì mình thấy mình chia cái vách liên thất của mình đây, đây là van ba lá đây, hình dung được mà. Thì nếu mà nó ngay chỗ màu đen này ta gọi là peri-membranous, tức là cái phần màng. Còn cái phần này nè gọi là phần cơ chấm 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 này nè, trabecula, tức là cái phần cơ. Cái phần này là phần inlet, inlet là phần này nè, gạch gạch kiểu xé xé là inlet, tức là phần buồng nhận. Buồng nhận thì thường thường nếu mình làm siêu âm tim cái này nó ở phía sau, phía sau. Cái phần này là phần buồng tống hay là phần buồng thoát outlet. Đây là động mạch phổi PA, là pulmonary artery ở đây. Đây là nhĩ phải và đây là van ba lá. Như vậy cái phần gọi là buồng nhận có nghĩa là nhận máu về tâm thì mà nó ở ngay cái vị trí này gọi là phần buồng nhận. Còn nếu vị trí này buồng tống hay buồng thoát hay là phần phễu, mình thấy này nó nhỏ lại nó giống như cái phễu vậy đó. Vậy có thể là phần phễu hay buồng thoát hay gì đấy thì nó cũng gọi là phần này. Nhưng mà nếu mà nằm trong đây hết ta gọi là phần buồng thoát outlet, còn này là phần inlet, còn này là phần trabecular, này là peri-membranous. Mà ở đây nếu mà chúng ta xẻ thất trái ra chúng ta nhìn thì nó cũng vậy tương tự thôi. Nếu mà nó gần cái phần thoát ở ra động mạch chủ ấy, thì gọi là buồng thoát. Này nhận vô đây là từ nhĩ trái xuống buồng nhận, còn này là phần trabecular. Rồi thường thường người ta định vị theo cái phía bên phải. Thì nếu các bạn thấy hình này là hình gì? Long axis. Long axis thì gồm có paraseno long axis. Nếu mà long axis mình cắt vậy á thì cái phần chấm 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 này nếu mình thấy cái lỗ thông ở đây thì đó là trabecular. Nếu mình thấy cái chỗ này đó thì sao à? Một là peri-membranous, đúng không? Thứ hai nữa xẹt này là gì à? Outlet đúng không? Xẹt xuống rồi nè, xẹt xuống vậy nè. Là outlet, đúng không? Ở đây là outlet nè. Cái này là gì? Short axis, đúng không? Short axis. Và short axis này ở tầm cao mà thấy động mạch chủ, còn short axis này ở tầm thấp hơn để thấy hai cái nhú cơ của van hai lá.
Thì cái này, soft acid này, nếu mình thấy chỗ này, nó là gì ạ? Perimembranous, phần màng. Nếu mình thấy khuyết chỗ này á, thì nó là gì? Phần outlet. Outlet. Được chưa? Nếu mà mình cắt bốn buồng, thì cái phần này á, nếu mình thấy lủng qua chỗ này á, khuyết chỗ này á, thì cái này đó là phần trabecular. Còn nếu phần này là phần gì à? Xẹt này là gì? Là gì à? Xẹt theo theo cái hướng này nè. À, inlet. Còn xuống cái này nè, phía dưới này là phần sau này á là inlet, còn này là trabecular. Thì xuống mà cái này chỉ là cơ những chút, có thể là inlet thôi. Còn ở đây là gì à? Ba này là năm buồng này, đúng rồi, five chamber. Nếu mà có động mạch chủ thì five chamber. Đó, đây là four chamber. Thì này chúng ta có. Rồi. Nhớ gì cũng mệt à. Inlet, outlet gì gặp xéo là chưa vậy hả? Mệt. Giờ cõi này giờ không nghe sẹt sẹt nữa mà biểu hiện phần màu. Perimembranous là màu vàng hồi nãy, cho paralong axis mình thấy ở đây đúng không ạ? Short axis mình thấy đây đúng không ạ? Đúng không ạ? Như vậy nếu mà muốn tìm cái perimembranous chỉ có hai mặt cắt này, long axis, paralong axis và short axis. Còn nếu mà mình muốn thấy cái outlet, outlet hay còn gọi cái tên gì nữa à? Sub-aortic, tức là nó ngay dưới bên đầu mạch phổi, ngay dưới bên phổi cũng gần bên kia, dưới bên đầu mạch chủ á, dưới bên đầu aortic mà, thì nó là cái phần outlet. Nếu mà nó gần van động mạch chủ, gần van tổ tim á, mình biết là về mặt cấu trúc mình van động mạch phổi lên đây, van đầu mạch chủ đây, nó gần ngay chỗ đó đó là cái chỗ phần outlet. Outlet cả bên thất phải và cũng là outlet ở bên thất trái nữa. Thì cái phần outlet đó là phần màu xanh này nè. Phần màu xanh này á, thì mình thấy đâu? À, chỗ này mình cũng thấy outlet được và chỗ này cũng outlet được. Trong cái phần outlet có thể dài tới đây, nhưng mà đặc biệt cái chỗ này là gì à? Chỗ này là dưới van động mạch phổi. Nếu nó sát chỗ van động mạch phổi này thì gọi là chỗ này là dưới van động mạch phổi. Nó vẫn là phần outlet nhưng mà mình chia nhỏ ra hơn. Outlet này có dưới van động mạch phổi và dưới van động mạch chủ. Đúng không ạ? Subpulmonary tức là đây, tức là nguyên cái phần mà trên cái paracenon mà short axis đó, mà đây là perimembranous, mà từ đây cho tới đây thì gọi là outlet. Outlet này thì có outlet của subpulmonic, còn này là subaortic. Được chưa? Nếu mà từ đây đây mình không có việc được, mình nói là thông liên thất phần buồng tống hay là phần thoát buồng thoát được. Nếu mình cận ở đây nữa mà nó buồn thoát, mà này là buồn thoát mà subpulmonary à, ngay dưới van động mạch phổi. Còn nếu mình xẹt thẳng lên trên này, dòng ở đây à, subaortic à. Ở chỗ đây nếu mình cắt xuống thấp ở đây, mình thấy thất trái thất phải đây mà cái vách liên thất cái dày hết đây, mình thấy chỗ này đó là mid muscular, tức là trabecular đó. Còn nếu mà gần chỗ này, gần chỗ này đó là gì à? Gần van ba lá, đây van hai lá, gần van ba lá bên này thì nó là phần inlet, tại vì van ba lá đổ máu vô cái phần inlet ở đây. À, này là bốn buồng à, inlet gần van ba lá đây. Này là trabecular, còn này là apical, tức là thông liên thất, mà apical này thường thường trong nhồi máu cơ tim ở cái vùng trước vách này kia đó. À, mỏm thì nó có thể à, bị cái apical này. Được chưa? Dễ dùng màu, dễ nhớ. Bao giờ cũng đi tìm tổn thương hóa học. Mình có cái hạt van động mạch phổi đi kèm, gọi là thông liên thất với phổi được che chở. Thường thường thông liên thất máu nó phải lên phổi nhiều, đúng không? Giờ hẹp bớt van động mạch phổi lại, máu được che chở, tức là phổi được che chở. Đáng lẽ thông liên thất thì máu phải dồn lên phổi giữ lớp màu ào chứ. Bây giờ hẹp van động mạch phổi một chút, gọi là phổi được che chở. Hẹp van động mạch phổi. Hở van động mạch chủ. Hở van động mạch chủ, thông liên thất mà kèm hở van động mạch chủ là thành hội chứng Lopre-Bessy. Đúng không ạ? Tại sao hở van động mạch chủ? Ví dụ bây giờ mình đang đứng đây, có một cái vòi rồng nó xịt nước đi kế bên mình, có khi nó cuốn mình theo luôn. Wow, thấy không? Thì sao ạ? Thì van động mạch chủ đang ở đây, thông liên thất nó đi kế bên thì nó kéo xệ cái lá van xuống. Vậy gây hở van động mạch chủ tạo thành hội chứng Lopre-Bessy. Hở van động mạch chủ vậy là nặng đó, càng ngày nó càng nặng.
có thể hẹp eo động mạch chủ phối hợp với bất thường hẹp eo động mạch chủ, có thể phối hợp với cộng ống động mạch, có thể là chuyển vị đại động mạch, có thể là block nhĩ thất, có thể là VSD nằm trong phức hợp bệnh tim phức hợp. Ví dụ tứ chiến pha lô là con đó có thông liên thất, vậy mình phát hiện thông liên thất nhưng mà nó nằm trong một cái phức hợp khác, có nhiều cái tổn thương khác nữa. Giờ chúng ta dùng mục đích siêu âm là chúng ta gì, xác định có VSD hay không, xác định có VSD hay không, chúng ta xác định các tính chất VSD, vị trí ở đâu, paramembranous, trabecular, inlet hay là outlet, luồng thông của nó như thế nào, kích thước của nó là mấy mm, 8 mm, 7 mm, 6 mm, luồng thông trái phải hay phải trái hay hai chiều, kích thước của buồng tim như thế nào, tim còn có bóp tốt hay giãn chưa, áp lực động mạch phổi bao nhiêu, những bất thường phối hợp, mà chúng ta phải cung cấp đầy đủ thông tin để chọn lựa được biện pháp điều trị, và sau đó chúng ta theo dõi kết quả điều trị. Khi mà bệnh nhân được điều trị rồi, chúng ta dùng siêu âm tim để chúng ta theo dõi. Giờ mà các kính ức theo trục dọc, các bạn sẽ thấy vẽ trái tim ra theo trục dọc thì sẽ thấy được như hình này, ai cũng biết như hình này hết rồi. Giờ chúng ta thấy khuyết chỗ này thì là gì à, hoặc là perimembranous hoặc là gì, outlet, nhớ lại cái hình kia mà rồi đó. Bây giờ nếu giờ năm buồng từ mõm đó, mình thấy chỗ này là gì à, có thể ở đây là chỗ này có khuyết nguyên chỗ này, mình biết là có thông liên thất. Nếu mà bốn buồng đây, năm buồng đây là thường là gì, phải inlet không à, chụp hình toàn nhá. Còn cái này parasteno này long axis đúng không ạ, AO, LA, LV, AV này, mà có cái dòng màu xịt lên đây, các bạn thấy không, khi bỏ màu vô nó xịt lên đây, có nghĩa là chỗ này có lỗ thông từ bên trái này qua bên phải, và chỗ này là gì à, chỗ này là gì, đây thì có hai khả năng, một là perimembranous, hai là gì à, outlet đúng không ạ, nhớ đi, outlet. Và khi mà chúng ta vừa vậy, chúng ta để cái tia siêu âm Doppler vô, Doppler vô xẹt cái lên tới 5.5 m trên dây, tức là gì, có lỗ thông chỗ đó, có dòng máu vượt qua chỗ đó đó. Giờ chúng ta chuyển qua short axis, chuyển qua short axis, động mạch chủ ở đây, buồng tống qua thất phải đây đúng không ạ, right ventricular, outflow tract, tức là cái chỗ mà buồng thoát qua thất phải, thì chúng ta thấy đây là một cái lá van động mạch chủ, đây là van động mạch chủ, mình thấy cái chỗ khuyết ngay chỗ này, chỗ khuyết ngay chỗ này, chúng ta bỏ màu vô thấy nó xịt lên trên này từ bên trái qua bên phải đúng không ạ. Thì sao, thì cái này mình biết là nếu mà với short axis này, nếu mà nó thông chỗ này á, thì gọi là perimembranous, còn từ chỗ này á, từ chỗ 12 giờ này mà qua đây 2-3 giờ này á, thì sao à, các bạn biết tôi gọi 2-3 giờ rồi chứ hả, đây giống như mặt đồng hồ vậy đó, chỗ này là chỗ 9 giờ mà tới 11 giờ 12 giờ đó là vị trí của perimembranous, quanh màng hay là màng thông liên thất phần màng hay là quanh màng. Còn từ chỗ giữa giữa này nè, 11 giờ rưỡi vậy đó, mà tới chỗ 2 giờ này đó là outlet, tức là phần buồng tống, buồng thoát. Và outlet này chúng ta chia làm hai đi, nếu nó ngay trên này đó là sub aortic, còn này là sub pulmonary. Mình thấy chỗ này mình cho dòng màu nó xẹt đây, nó nghĩa là gì, phần outlet thông liên thất outlet, nhưng mà mình nghĩ nó là gì, dưới van động mạch phổi, được chưa, không được nữa cũng không biết sao. Và các bạn thấy hình này là hình gì à, short axis đúng không ạ, parasteno short axis, đây là động mạch chủ, đây là van ba lá, đây là thất phải, đây là nhĩ phải, đây là nhĩ trái, đây nè, đây là động mạch phổi, đây nó có dòng màu ở đây, chúng ta đưa cái cây Doppler vô, chúng ta thấy nó xịt qua đây đó, đo là đây mấy mét, 4-5 m gì đó, đây chỉ có VSD. Và nếu mà có dòng màu chỗ này đó là gì à, perimembranous, à vùng màu 9 giờ rồi đây mà, bắt cái dòng màu 9 giờ đây, perimembranous. Như vậy mình thấy được lỗ khuyết rồi, và mình ráng mình bắt được cái phổ Doppler, continuous Doppler qua chỗ đó để coi là bao nhiêu. Mình có bắt Doppler xung không à, pulse Doppler, tại sao mình bắt xung, tại xung cái áp cái nó bắt được cái tốc độ tối đa nó 1.72 m là cùng, trong khi cái này mấy mét là 5 m 6 m là mình phải dùng continuous Doppler thì mới bắt được. Các bạn có nhớ cái này được chưa? Đó. Doppler màu là phương pháp chọn lựa cho chẩn đoán thông liên thất, nhất là phần nhỏ phần cơ,
thông liên thất ở phần màng này kia thường có một cái thôi, nhưng thông thất liệt cơ có thể có nhiều lỗ. Mà ta ví tưởng tượng như là cheese, tức là mình làm mà cái cục phô mai mà nó có nhiều lỗ khuyết khuyết ở trong đó. Như vậy trên một cái đó có thể nhiều lỗ, bít lỗ này còn lỗ khác vân vân, mà khó lắm, khó tìm. Là chúng ta phải dùng đớp đơn màu để coi nhiều màu hay không. Nếu mà áp lực động mạch phổi bình thường thì thấy dòng xét qua vách vào thất phải màu không rõ, nếu khác thì thôi. Chứ phân biệt thông liên thất phần cơ với có âm thổi tâm thu gần mõm với hở van hai lá. Hở van hai lá thì dòng phục ra sau, còn dòng phục thông liên thất để hướng ra trước. Để dẫn đoán vị trí, chúng ta phải dẫn đoán đó thuộc phần màng, quanh màng hay là phần buồng thoát, hay phần buồng nhận, hay là phần cơ. Thì đây là cái paracetamol mà short acid, bây giờ chắc là ai cũng nhìn ra này hết rồi. Đây là nhĩ phải, van ba lá, nhĩ trái. Ở đây là buồng tống của thất phải, thất phải, buồng tống thất phải. Đây là van động mạch phổi, đây là van động mạch chủ, có ba lá van như thế này. Thì mình coi lại chỗ này. Đó, đây là van động mạch chủ đây, van ba lá, nhĩ trái, nhĩ phải, vân vân. Thì chúng ta sẽ thấy nếu mà ngay cái chỗ này aorta là nó vào tròn vậy nè, mà từ cái chỗ van ba lá này mà lên tới 11 giấy, đó là cái phần para membranous. Và thông thường ở đây nó có cái phình vách màng, mình làm vậy đó, nhưng mà nó có đây, nó có cái màng nó bao quanh đây lại, nó phình cái vách vào đó, cái chỗ đó là phần màng, thì nó phình cái vách màng lên, có khi cái lỗ thông nó có nhiêu đây thôi đó. Cái này mình cũng thấy ở đây là gì à, ở đây là paracetamol mà long acid, mình thấy có một cái dòng màu phụ tinh trên này à. Rồi ở đây mình thấy không phải là 9 giờ đây, mình muốn 12 giờ à, nghĩ nó là phần buồng tống ra, buồng thoát outlet. Nhưng mà cái này thì như nãy mình nói, nếu nó cận qua bên này mà van động mạch phổi thì là subpulmonary, còn này là nếu mà thẳng lên này ngay 12 giờ subaortic. Và chúng ta khẳng định cái này bằng cách chúng ta đưa cây siêu âm đớp là kinh chi hết trên đây, chúng ta bắt được cái phổ 5m2 như thế này. Thông liên thất phần phiểu, mình thấy paracetamol short axis, long axis cũng vậy. Mình đưa đây mình thấy chỗ này, đó là phần mình có thể gọi là phần buồng tống, phần phiểu, sub pulmonary đều được hết. Đều được hết. Nếu mình nói cái này thông liên thất phần phiểu và sub pulmonary thì cái vị trí của mình đánh dấu càng chính xác hơn nữa. Còn cái này buồng nhận, khi mình làm cái này mà hơi thấp xuống chút, các bạn hơi thấp xuống chút thì ngay cứ, nếu mà mình làm cái này mà hơi lên cao một chút thì sao à, thì là ngay van động mạch chủ, lên cao thêm một chút nữa là gì à, qua khỏi van động mạch chủ, đúng không? Còn nếu mà làm thấp xuống chút thì sao à, thì nó thuộc là buồng tống của thất trái. Van mình bắt đầu từ đấy nó lên trên đây mà, động mạch chủ từ đây xong rồi lên trên đây, đúng không? Mình cắt ngay đó là cắt ngay van, mình kéo xuống chút là sao à, chưa tới van mà nó là buồng tống của thất trái rồi. Thì nếu mình cắt buồng tống thất trái như thế này đó, mình không thấy mấy cái van rồi gì đây, lá van này mở về đây thì coi thần, đây là cái thông liên thất phần buồng nhận. Lỗ ở đây là phần thông liên thất phần cơ bè ở đây rồi, xa quá rồi, ngay trên đây là có vách liên thất đây, phần cơ bè ở đây. Còn này là gì, thông liên thất buồng nhận kèm kênh nhĩ thất, tức là cái thông liên nhĩ đây là ostium primum, đúng không ạ? Từ đây nè, thông liên nhĩ là nhĩ quá lớn nè, và từ đây tới đây là primum, cộng thêm với thông liên thất nữa, rồi cộng thêm với hở van nhĩ thất nữa, van hai lá, ba lá hở, bộ máy này á, có khi nó là một bộ máy van hay hai bộ máy van, nó trở thành là kênh nhĩ thất toàn phần. Tại vì nó toàn phần, đó, mình không học những bài đó dân dùng cho dân chuyên nghiệp hơn. Rồi mình biết được vị trí rồi, nãy giờ nói nhiều rồi, mình nói tới cái sân đó là sân trái phải hay sân phải trái hay bên phải chiều, và mình phải trên áp qua sân bao nhiêu, mình đo được velocity thì mình sẽ tính ra được radian, radian là bao nhiêu, là trên áp bao nhiêu. Khi mình tính được trên áp bao nhiêu thì mình tính ra áp lực động mạch phổi được bao nhiêu mà được, như lần trước tôi đã nói rồi, tính được trên áp thì sẽ tính được trên áp động mạch phổi là quyết áp lực động mạch phổi là bao nhiêu. Đánh giá biến chứng tức là gì, kích thước nhĩ trái thất trái bao lớn bao nhiêu, cũng đo QV lên QS, cũng đo PA, PS, PA, PM, hội chứng Asperger tức là gì, đảo sinh rồi, chứng minh nó đảo sinh rồi, và nếu mà có viêm nội tâm mạc mình sẽ tìm sùi viêm nội tâm mạc, vân vân.
tiền tổn thương phối hợp, nghĩa là phình tắc màng của lồng còi tổn thương bằng buồng xoa ra, và mình có tìm ra hội chứng lâu VCVSD hay không, có hẹp van động mạch phổi không, có nghĩa là thông liên thất tiếp 4 đó, thông liên thất và có phổi được bảo vệ đó, có còn ống động mạch đi kèm không, có hẹp van động mạch chủ đi kèm hay không, hẹp eo động mạch chủ đi kèm hay không. Và chúng ta sẽ phục vụ điều trị, đầu tiên là chúng ta phải tìm coi là bệnh nhân này còn có chỉ định can thiệp hay không. Đó. Trong thủ thuật chúng ta cũng dựa vào siêu âm này để chúng ta coi thủ thuật chúng ta làm tốt hay không. Sau phẫu thuật chúng ta đánh giá còn cái thông liên thất tồn lưu hay không. Thật sự thì khi mổ xong rồi, ta mổ lỗ thông ta 8mm, mổ xong rồi còn 3mm. Kết quả không thành công bao nhiêu. Mình còn lỗ thông vậy là còn có khả năng viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, còn có khả năng là sẽ gây ra ảnh hưởng trên tim của mình. Sau phẫu thuật mình sẽ đánh giá lại bằng siêu âm, chứ không ai gọi là thông tim trở lại hay là mổ ra để coi lại coi mổ ngon không, mà mình thấy đó thông liên thất tồn lưu hay không, cải thiện các kích thước buồng tim về lâu về dài hay không, và áp lực động mạch phổi nó có thay đổi hay không, có giảm bớt hay không khi mà mình điều trị. Tất cả cái đó mình dùng siêu âm tim để mình làm hết. Indication tức là QBQS cũng nhớ kia là cỡ phải lớn hơn 1.5, PAPS thì phải lớn hơn 50, tăng kích thước của thất trái và nhĩ trái thì mình mới có chỉ định. Suy thất trái hoặc là VDS phần màng mà cộng với hở van động mạch chủ, tức là hội chứng lâu VT mà phải lớn hơn độ 1, có hở chút xíu cũng đem vô làm nữa thì không được đâu. Và chúng ta có trường hợp là viêm nội tâm mạc tái phát, dù kích thước bao nhiêu, dù chưa ảnh hưởng gì hết mà đã có viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn thì chúng ta phải coi chừng. Nếu mà tái phát thì chúng ta phải mổ hay là bít nó lại. Thực hành siêu âm tim theo trình tự bình thường thôi, đi hết tất cả các bước vậy rồi ghi nhận những cái nào mà nó bất thường và chúng ta cuối cùng đánh giá được là nó không liên thất hay không. Mặt cắt cảnh ốc dọc coi cái gì, coi tất cả các buồng tim, xong rồi coi nó có một cái sổ khuyết nào ở dưới ngay van động mạch chủ hay không, để chúng ta coi nó là perimembranous hay là phần outlet. Liếc xuống chút xíu coi cái phần cơ coi nó có phục gì ở đó hay không, nhích cái màu một chút coi phục rồi coi cái phần cơ. Kích thước các buồng tim, chức năng tâm thu của tim dễ rồi, mà các cảnh trong trường hợp chúng ta làm được cách mấy cái này. Khảo sát van động mạch chủ có dày hay không, có hở hay không, hở thì coi chừng nó sẽ bị hở hay sao này, coi chừng là bị hội chứng lâu VCVSD. Mà các cảnh ức theo trục ngang thì có gì à, vị trí lỗ thông của nó tức là perimembranous hay là outlet thì coi kỹ hơn, coi là subaortic hay là submarmory chúng ta sẽ coi được. Đo kích thước lỗ thông bao nhiêu bằng 2D, nếu cần chúng ta cho phòng màu dựa cha chúng ta đo kích thước của dòng màu. Khảo sát chiều của lỗ thông đi từ đâu tới đâu, khảo sát Doppler liên tục qua cái lỗ này để biết được cái sự chênh áp qua đó là bao nhiêu, tính được áp lực đội phổi, áp lực động mạch phổi tâm thu tâm trương theo cái dòng hở van động phổi với short axis qua van động mạch chủ đó, chứ chúng ta có thể thấy được hở van động mạch phổi và chúng ta sẽ đo được áp lực động mạch phổi tâm thu hay là áp lực động mạch phổi trung bình. Hở van ba lá cũng giúp cho chúng ta thấy trên mặt cắt này và chúng ta đo được cái áp lực tâm thu. Tìm hẹp van động mạch phổi phối hợp, đây là một mặt cắt thấy van động mạch phổi khá nhiều, bắt được cái phổ van động mạch phổi, nếu mà nó tăng lên quá thì coi chừng là có hẹp van động mạch phổi đi kèm. Đo kích thước của lỗ van động mạch phổi, thân động mạch phổi nó có hay không, ví dụ mình thấy là có hẹp van động mạch phổi nữa mà mình thấy thân nó lại nhỏ nữa vân vân, coi chừng nó có tổn thương gì tam chứng Fallot hay là tứ chứng Fallot hay là ngũ chứng Fallot hay không. Siêu âm cắt 4 buồng tự mở để coi gì, khảo sát 4 buồng tim coi buồng tim giãn nào hay không, chúng ta vị trí lỗ thông, kích thước lỗ thông, nếu mà 4 buồng mình thấy được cái gì ta tương nói là phần buồng nhận. Hồi nãy mà mình cắt short axis và mình kéo xịt chút trong cái phần outlet đó, đôi lúc mình để là mình biết là nghe âm thổi về trên kia có lỗ thông rồi, rồi có màu mình màu nó xịt tùm lum hết, mình để ngay chỗ short axis mà ngay chỗ van động mạch phổi ba van động mạch chủ mình không thấy, phải kéo xuống chút xíu coi có phải là thông liên thất cái phần buồng nhận hay không. Dòng hở ba lá này chúng ta 4 buồng tự mở thì chúng ta đo biết được cái van ba lá, đo được cái dòng hở ba lá. Mà các 5 buồng tự mở khảo sát tổn thương van động mạch chủ đi kèm coi là nó như thế nào, có phải hội chứng là VCVSD hay không, vị trí của lỗ thông ở cái mặt cắt 5 buồng nếu có là nó thuộc về gì, và chúng ta sẽ đánh giá các chống chỉ định của đóng thông liên thất này.
chống chỉ định. Đóng mà bằng dụng cụ chống chỉ định gì? Nếu mà động mạch chủ cởi ngựa lên vết liên thất, đó là một cái loại thông liên thất, mình ta gọi là malignant. Malignant đó, thì cái này là chúng ta chống chỉ định đóng, chứ đóng bằng dụng cụ, đưa dụng cụ đi đóng không được. Động mạch chủ cởi ngựa lên vết liên thất, thông liên thất buồn nhận không đóng được, không đóng được. Thông liên thất mà kèm hở van động mạch chủ nặng cũng không đóng luôn. Xa lá van động mạch chủ cũng không đóng luôn. Hẹp dưới van động mạch chủ hay dưới van động mạch phổi cũng không đóng luôn. Hội chứng Eisenmenger dĩ nhiên là không đóng, không mỏi gì hết. Đó. Ở đây, đó. Đây các bạn đây nè, malignant, malignant VSD. Ở đây là cái van động mạch chủ đây nè, đúng không ạ? À? Mình thấy cái vách liên thất ra đây. Nó muốn cởi ngựa này, cởi ngựa cũng 20-30%. Và động mạch chủ cởi ngựa lên vách liên thất là overriding của aorta. Đó. Thì chúng ta sẽ không động. Ở đây là gì à? Overriding luôn. Cũng là đây là cái chỗ này, đây là động mạch chủ đây nè. Đó, động mạch chủ đây. Thì chúng ta sẽ thấy thông liên thất nó nằm ngay chỗ này, cái cùi của cái vách liên thất này nó cởi ngựa lên trên động mạch chủ. Còn này là prolapse, tức là chúng ta thấy vách liên thất đây, cái van động mạch chủ nó bị xa xuống đây một lá, van động mạch chủ bị xa đây. Đó là chúng ta không có chỉ định đóng cái thông liên thất bằng thủ thuật qua da. Eisenmenger rồi, tức là nó đảo xanh rồi, chúng ta cũng không đóng luôn. Rồi chúng ta chẩn đoán thông liên thất là phương tiện chính. Thông tim thì chừng nào mà siêu âm tim của mình thấy áp lực động mạch phổi nó 80-90, mình sợ nó có hai chiều, lúc đó mình thông tim để mình đo áp lực một cách chính xác hơn. Hồi nãy mình đo những áp lực đó có cách là gì à? Gián tiếp thôi, theo cái dòng phổ thôi. Nếu mình đo mà không chuẩn xác được cái đường thì mình không biết được cái vị trí chính xác nhiều. Mình phải đâu mình đưa catheter vô mình đo coi là bao nhiêu thì mới chính xác hơn. Lúc đó mình mới cần thông tim, và trong thông tim mình có thể đo được cái kháng lực, kháng trở của mạch máu phổi. Vậy mình coi nếu mà tăng áp phổi này, cái giường mạch máu phổi nó còn có thể thay đổi được hay không. Mang về nhà đi, bắt buộc phải làm siêu âm tim cho tất cả các trường hợp nghi ngờ thông liên thất để mà chúng ta lựa chọn cho mình nhé. Sử dụng tất cả các phương tiện về chẩn đoán hình ảnh, siêu âm tim 3D nữa, nhiều mình chưa học cái đó thì nó sẽ cho chúng ta chính xác hơn nữa. Chẩn đoán hình ảnh tốt để có quyết định việc lên cái kế hoạch can thiệp. Trong đa số các trường hợp thì phối hợp giữa siêu âm tim và chụp mạch máu cho phép quyết định chỉ thực đóng thông liên thất và chọn lựa dụng cụ đóng thông liên thất. Điều trị bằng dụng cụ, chúng ta sẽ xem một cái phim, một cái nữa rồi chúng ta sẽ kết thúc đây cái phim. Thông liên thất đó mình sẽ đóng nó phức tạp hơn là hai cái kia nhiều, và cái này có đóng góp của người Việt của mình rất là dữ. Đây là một cái hình mà tôi đưa một cái ống thông, và ống thông đuôi heo đó cong như là cái phần đuôi heo vào đi vào động mạch chủ, lên lên đây là dòng qua chui qua van động mạch chủ để vào trong cái buồng thất trái, bơm thuốc cản quang trong buồng thất trái. Các bạn sẽ thấy có một cái dòng màu, cái dòng cản quang nó phục từ bên thất trái qua bên thất phải. Dòm lại nha, chỗ này nè, chỗ này nè,
chụp cái này để xác định là có thông niên thất hay không thôi, với lại vị trí của nó đâu, còn không hơn gì kia hả. Xin bộ môn tiền mua má cả. Rồi xong rồi làm sao chúng ta có cái hình này? Khi mình biết có lỗ thông niên thất rồi á, hồi nãy là mình chọc động mạch để đưa dòng lên và mình chọc trong buồng thất trái. Thì bây giờ mình sẽ đi bên động mạch, mình chọc tĩnh mạch, chọc tĩnh mạch để mình đưa một ống thông vào nhĩ phải, xuống quanh ba lá vào trong thất phải, làm cho thất phải. Sau đó là mình phải cố gắng mình chui qua được cái lỗ thông liên thất để mình qua bên thất trái và mình lên động mạch chủ luôn. Cái hình là cái này là cái ống thay này nó đang ở trên động mạch chủ á, đang ở trên động mạch chủ á. Như vậy làm sao được? Rất là khó, là tại vì mình đi ngược chiều với luồng thông mà, áp lực mà. Làm sao mình đưa ống thông đó đi từ bên thất phải mà nó qua thất trái được, cực kỳ khó khăn, thì luôn nó phụt qua mà làm sao mình đưa qua được. Như vậy thì mình phải dùng gì? Mình sẽ đưa một cái ống thông vô bên bên tim tim trái, mình ráng chui vô cái lỗ đó để qua bên tim phải. Qua bên tim phải mình được ống thông rồi, mình mới đưa một cái thòng lọng vô trong đó. Mình thòng lọng đó mình mới bắt, giờ mình đưa một cái ống thông từ lên tim phải này, mình dùng cái thòng lọng đó mình bắt cái, mình bắt cái ống thông từ phía bên phải đó, mình kéo ngược nó qua, nó muốn qua chứ không nó không qua. Khi mình kéo được qua rồi thì mình mới dùng cái ống thông mình đi luồn theo cái sợi dây quai đó đi qua được. Đi qua được rồi mình mới luồn cái dụng cụ này vô trong cái ống thông đó. Cái dụng cụ này để coi tôi có chiếu hình dụng cụ này không. Chà, không có chiếu hình dụng cụ này quá ác. Cái dụng cụ, nếu mà mình cái dùng cái dù á, mình bít ngay chỗ đó á, người ta cũng làm lâu rồi nhưng mà xảy ra biến chứng nhiều lắm. Tại cái dùng đó là cái dùng mà bộ nối nhĩ thất nó đi qua. Nếu mình dùng cái dù mình ép vô dùng đó, mới đầu cũng sao, thời gian sau 3 năm sau, 7 năm sau, có lúc cũng 7 năm nó bị AV block hoàn toàn, rồi bệnh nhân cục luôn. Thì bởi vậy anh Việt Kiều Lê Trọng Phi ở bên Đức, anh có chế ra một cái loại dụng cụ mà mình thấy là cái dụng cụ đó không phải như cái dù, mà dụng cụ đó như cái dòng lò xo sắn vậy nè. Thì khi mà trái tim mình ấy thì nó di chuyển theo được, nó nhẹ nhàng hơn, nó không có làm tổn thương đâu. Mình nói như vậy nhưng mà anh chế ra, từ tôi áp dụng của nó cũng 6-7 năm nay chưa thấy nó bị block gì hết. Nhiều biết đâu mười mấy năm nó bị block sao mình chưa biết được đó. Thì tụi tôi mới làm đưa cái này lên. Thật sự thì cái này đó, những cái lò, cái sợi này cũng bằng nitinol. Mình cầm cái lò xo mình kéo dài ra, nó dài ra, mình kéo nó vô trong ống thông, mình đẩy ra ống thông thì nó quấn lại trở thành cái vòng đó. Đây. Đó là tôi đưa cái hình mà có cái, nó nhảy, có nghĩa là gì? Nó đang ở trong tim của mình á. Các chị thấy tôi khi mà tôi đẩy ra nó có cái hình giống như thế này rồi. Hình giống như thế này rồi. Giờ mình sau đó thì sao à? Sau đó thì tôi kéo từ động mạch chủ, tôi kéo cái này xuống, kéo cái lò xo này xuống và tôi nhét vô trong cái lỗ thông liên thất. Nhét vô trong đó và chụp hình kiểm tra thử coi là nó có còn phụt qua không. Dĩ nhiên là còn phụt qua tại nó một lò xo thôi. Nhưng mà thật sự trên cái lò xo đó ông chế tạo có những sợi lông nhỏ. Thì khi mà để nó ngồi thì máu nó sẽ đông lại chỗ đó để không còn qua chỗ đó nữa. Và đây là cái hình là tôi đang nhét vô. Khi mà nhét vô xong rồi đó, có một cái hình khác. Sửa vị trí đẩy qua đẩy lại nhét sau đó để cho vị trí nó thích hợp, mình biết nó nằm ngay trong cái lỗ thông liên thất. Và cũng chụp kiểm tra coi nó bít được hay không. Khi mà mình hài lòng rồi đó, khi hài lòng rồi đó, mình kéo giật coi nó có sút không. Khi mình hài lòng rồi thì mình cắt coi đi. Tức là mình có yêu cầu mình xoay ở ngoài, mình cắt nó thì nó đứt. Rồi mình lấy ra, để lại cái khôi nằm ở đây. Để lại khôi nằm ở đây. Để coi nằm ở đây. Giờ mình sẽ chụp kiểm tra. Coi còn qua bao nhiêu hay không. Thông thường thì trong những giờ đầu á, mới làm á, nó vẫn còn thông một chút. Rồi tôi kiểm tra sau đó, trước khi xuất viện, sau 1 tháng, sau 3 tháng, sau 6 tháng, sau 1 năm vân vân, thì mình biết được nó bít được hoàn toàn hay không.
về chuyện này. Cái ca đầu tiên mà làm ở phía Nam này là làm tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Cho tới bây giờ thì cái người mà làm nhiều nhất của này đó là bác sĩ Đỗ Nguyên Tính của Bệnh viện Nhi Đồng 1. Trong tay có 2.000 ca này rồi, làm 2.000 ca rồi. Và trở thành cái người mà Bích bây giờ cũng là thuộc loại số 1, số 2 của Việt Nam mình. Mr. Occluder, tức là chuyên môn đi Bích. Và tất cả các nước ở vùng châu Á này là mời Đỗ Nguyên Tính qua làm hết. Tại vì trước đây người ta không làm, Việt Nam mình làm. Sau đó thì những cái nước ngoại quốc khác người ta mời mình nhiều lắm, mời Đỗ Nguyên Tính qua làm nhiều lắm. Tôi thì tôi cũng làm cái này, nhưng bây giờ mình rẽ qua cái đường quản lý một chút. Thì bởi vậy cái này mình hơi xuống mà cũng làm, thì có là kêu làm mà cũng làm. Thì chứ hồi trước thì cũng đam mê chuyện này. Tôi là một trong những người làm đầu tiên cái chuyện này. Và bây giờ này thôi để cho đồng nghiệp của mình làm. Một cái người mà cũng làm cái này dữ tợn đó là Phó Giáo sư Nguyễn Linh Hiếu. Ở trước là Viện Tim Mạch Quốc gia chỗ Bệnh viện Bạch Mai, sau đó đổi qua Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hà Nội, Bệnh viện Y Hà Nội. Bây giờ là mới lên phó đốc Bệnh viện Y Hà Nội rồi. Mà bây giờ nói vô Quốc hội là một năm nó mất hết 3 tháng họp. Mà nó làm phó đốc thì nó phải quản lý đó, tính tới cơm áo gạo tiền của bệnh viện. Thì chắc chắn là tại nghề nó sẽ xuống. Là chỉ còn bác sĩ Đỗ Nguyên Tính là sẽ lên đồng đỉnh. Là bây giờ bác sĩ đến là đi khắp thế giới để mà làm cái chuyện này cho những cái chuyện đó, càng được tình tim bẩm sinh. Tính về số ca mà này thì chắc là không ai làm rồi. Vậy đây là trước khi mình bích thì mình thấy vậy. Còn đây là sau khi mình bích thì mình thấy có một cái dụng cụ ở đây rồi bích lại. Và chúng ta sẽ siêu âm tim kiểm tra. Coi cái vị trí coi nó đó hay không, tốt hay không. Đây là trường hợp nữa là gì? Chúng ta coi này, đây là trường hợp giới thiệu luôn thì cái gì? Đây là hẹp van động phổi, chúng ta đưa một catheter vào trong động mạch, trong thất phải, bơm thuốc lên, chúng ta thấy từ đây thất phải bơm lên đây động mạch phổi hơi giãn chút xíu, sao giãn sao hẹp. Thì chúng ta thấy nó hẹp kinh khủng luôn ngay chỗ này chút xíu ở đây thôi. Giờ làm sao chúng ta phải nong chỗ đó ra? Chúng ta đưa một cái sợi dây dẫn đi qua cái chỗ hẹp rồi, dây dẫn đi qua dễ dàng, tại dây dẫn nó nhỏ lắm như sợi tóc thôi. Xong rồi chúng ta sẽ luồn một cái bóng theo cái dây dẫn đó, coi cái bóng được chúng ta, xong chúng ta bơm cái bóng lên để nông cái chỗ hẹp. Anh chị coi bơm lên thử coi sao. Đó, đang bơm lên. Bơm lên, có cái eo chính giữa nè, chỗ này chỗ hẹp. Bật lên, rồi, đỡ hẹp hơn. Nhưng mà kiểm tra lại, thấy vẫn còn hẹp, tức quá. Chơi bóng bự hơn. Bự hơn. Đó, cái eo ngay chỗ này nè. Đó, bật. Giãn ra hết trơn vậy. Đó. Sau đó nếu mà kiểm tra đã hẹp rồi thôi. Vậy ha, đó là những cái chuyện mà can thiệp bệnh tim bẩm sinh mình có thể làm được một cách rất là thuận lợi, không phải mổ tim cho bệnh nhân. Như vậy thì siêu âm tim có vai trò rất quan trọng. Trước đó giúp cho mình có được cái chỉ định để mình làm, ngay cả trong thủ thuật cũng hỗ trợ mình luôn. Và cuối cùng theo dõi về lâu về dài cũng là theo dõi bằng siêu âm tim. Thì đó là vai trò của siêu âm tim trong một số bệnh tim bẩm sinh tương đối thường gặp và tương đối đơn giản. Còn dĩ nhiên còn những thứ phức tạp hơn, thất phải hai đường ra, tứ chiến pha lô, chuyển vị đại động mạch, tâm thức.